Vậy số 6 thì nên đi rửa nước à? Bí ta cũng cần trang điểm vô hình nên sửa hết. Anh họ đâu làm gì anh đâu, mà làm vậy em thôi. Bố không cần. Em thấy là đâu là tốt nhất đấy. Hồi xưa kìa, anh Tấn là mặc một đồ xong, rất xong rồi đi từ đầu mùa đến cuối mùa. Còn bà Dung này trang điểm những cái cốc, tóc, tai, váy, giày, cười ra luôn. Chụp xong mình vẫn đó. Kia là đâu có công. Thiệt á, tôi chỉ thấy chụp hình phí lắm. Xong vật rồi chứ vài khi mà đưa vào giờ đã xét dễ chi kệ em mà chụp tí theo vậy đó là được rồi. Chụp hình cây tréo rồi, hai ba cây tréo là xong. Để chị Loan chụp cho rồi xong để tiền chụp hình ấy rồi đúng rồi chính xác dẫn chị Loan đi ăn là được rồi. Loan chụp cho rồi lấy máy chụp này rồi xong rồi vừa nó thích đi mua nó cho đi đồ à xuống Âu xuống Mỹ cho nó đi được hết ghép vô. Bữa nay công nghệ cao mà làm chi em được. Hệ để rau chưa? Dùng với gì? Thôi để dùng này. À chắc cả nói là được rồi hề. Mà sao đâu? Thì không hồi à. Hồi đó là không có nhíp vì dùng hạt lúa không có nhíp nhưng mà anh biết đâu nhíp cầm là bình thường rồi à. Lúa là nó mới lạ lúa chứ mong nó được hạt sạt cầm đang chơi lúa mua ra đây để mà mỗi người ta ký cầm đang sạt được không thiệt anh thiệt thứ anh dùng thôi chứ mình bây giờ mình có ước là có hạt lúa cả lạnh quá hả lạnh hả lạnh quá hả thôi bắt bạn thường lấy ra tay kìa lấy ra tay quay kìa hồi chị đem đồ nghề qua đây cái xong lau cái đầu bi ra lấy lau đã lắm chị còn có chị còn tay được ha đã nghe nữa chị là váy lộ tay hơi bị siêu luôn á em ghi lại lấy khóa nữa kìa trong mấy cái mục mà thích là chị làm được hết lấy khóa là chị cũng siêu nhân lắm đó. Khỏe hình như nó bị nó được quảng cáo đó đúng rồi không được quảng cáo nhưng mà ý là chị lấy khóa nè lấy cái tay nè sụp chị không chơi nó lại đi tay không quay được quay được quay kiểu gì ta không biết nữa phải nó quay nhưng mà nó có lại con mày nhỏ xíu nhỏ hình như đó anh chị nghĩ mày á phải nhưng xíu mà nhỏ. Phải cái lỗ tai phải nhiều vậy thì núi hà này đâu đây chưa lại nè hà lỗ tai ướt vào em đi cắt tóc á, vừa tìm chỗ cắt mà còn lấy tái nó lại cho sướng. Chỗ mua không có, mấy chỗ đều có mà. Có chỗ có chỗ không. Chỗ tóc nam có, nam á. Đừng có đi vô mà cái chỗ mà vừa nữ vừa nam là không có đâu. Chỗ mà làm nam không á là không có. Làm cho phê luôn.
Bữa mô chị dẫn hai đứa đi với tay. Trừ mô nó vắng á. Mình coi chỗ này thầy cho lấy tay đó đó. Trời ơi, ông này giống người có trai mà ơi. Mà đang nghĩa là hắn chỉ lại lấy chuyến luôn à. Lấy chuyến lại lấy tay luôn à. Thì nó trong chỗ cắt tóc với tay đó lấy đã lắm. Không có tiệm mua váy đã kia, tiệm bữa mới cho Huệ và Hà đi với ta đánh mắt rồi, đánh mắt chưa? Bên kia đánh mắt vui lắm, chảy nước mắt tà la luôn. Chảy nước mắt mà vui. Vui lắm, đã lắm. Nhà mày hay cày nữa đi, bị ngựa chứ.
nhìn chị trước nè, nhìn mình trước. À quên, anh coi thử là mấy người nó về chưa, nếu chưa là tính hai đứa nó là 400 nghe. Ừ. Chứ không là đi về. Huyền không biết lấy 300 lắm. Hai đứa nhỏ thì là về rồi không biết. Có thấy rồi không đưa? Hai đứa mà chị thấy hả? Không, hai đứa nó về rồi. Hai đứa con của đây còn vạt. Trời ơi, chừ mới thấy.
Dạ. Dạ. Ờ, về rồi hả? Thôi lỡ rồi. Ý là chị nói làm cái kia. Có lấy thuốc cho anh chưa?